Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, tình trạng lún cục bộ và hằn lún mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo mặt đường êm thuận, thuận tiện và an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Theo đó, các nhà thầu tại các gói thầu A2, A3, A4 đã sửa chữa bù lún và hoàn thành 22 trên 22 vị trí lún võng mặt đường, lún đầu cầu, đầu cống. Bên cạnh đó, các nhà thầu thi công đã hoàn thành 9 trên 9 vị trí lún võng mặt đường tại vị trí xử lý đất yếu, hoàn thành bù lún 9 trên 9 vị trí lún cục bộ mặt đường với tổng chiều dài 620m ở cả hai chiều trái và phải tuyến, và hoàn thành 4 trên 4 vị trí lún cục bộ tại đầu cầu, đầu cống với tổng chiều dài 120m. Toàn bộ chi phí khắc phục lún cục bộ mặt đường và lún đầu cầu, đầu cống do nhà thầu chính chịu trách nhiệm bởi các gói thầu vẫn đang nằm trong thời gian bảo hành công trình. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc và các nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục, xử lý tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nếu không hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 sẽ bị dừng thu phí.